Nói SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Koika. Hôm nay các bạn cùng quả phá một bộ truyện mới của Doraemon các bạn, đó là movie Toriyama tặng Nobita và chiếc phiêu lưu và sứ quỷ bảy dũng sĩ phép thuật. Ở đây là một phiên bản mới nha các bạn, đặc biệt chúng ta bị gặp bị được cái bóng luôn các bạn, bị gặp nha, không phải là bị rời, bị rất đẹp nha các bạn. Giá tiền là 35.000, các bạn mua chiếc khấu hỏi quên hẳn 32-33.000 tùy nơi nha các bạn. Thì được in khổ 11.3 và 17.6 và số trang của này là khoảng là 140 trang mà trọng lượng 160 gram nha các bạn. Đây là một số hình ảnh toàn bộ in màu vàng trên giấy màu nha các bạn. Đây là một số hình ảnh của phần chuyện này, phần chuyện kể về câu chuyện bắt đầu từ việc Nobita muốn biến giấc mơ thế giới phép thuật thành hiện thực. Không đã nhờ Doraemon dùng tủ điện yêu cầu thực hiện giấc mơ, nhưng chớ chiều hai thế giới này lại không đẹp yên bình như cậu nghĩ, còn phải cùng các bạn chống lại tên quỷ vương Doraemon để cụ lấy thế giới phép thuật. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.